Do you want to know? Well, I've been thinking about you. And I think I have to listen. Because... Hello, xin chào mọi người. Mình là Soli. Chào mừng mọi người đến với channel của mình. Như mọi người đã biết thì để một outfit mình diện lên trông hoàn thiện và tổng thể trông đẹp mắt hơn thì mình cũng cần phải phối cùng các phụ kiện, mà phụ kiện không thể nào thiếu đó là túi xách. Nên hôm nay mình sẽ giới thiệu cho mọi người tất tần tật các túi xách mà mình đang sử dụng để phối đồ nha. Các kiểu túi xách mà mình đeo ở các video trước thì được mọi người hỏi rất là nhiều, nên hôm nay mình sẽ giới thiệu luôn một thể và mình sẽ để link ở dưới phần mô tả để mọi người tham khảo nha. Và mình sẽ bắt đầu với một chiếc túi đầu tiên, đó là túi tote. Chiếc túi này thì mọi người hỏi mình rất là nhiều ở các video trước luôn. Phong dáng của túi này là dáng dài và dùng để đeo vai như thế này nè mọi người. Khi mà đeo lên thì dáng túi nó sẽ rủ xuống kiểu như vậy. Mình thấy thiết kế của túi này giống như túi ni lông ấy mọi người, nhưng mà đeo lên cực kỳ xinh luôn. Và giá của nó thì cũng rất là rẻ, mình nhớ khoảng 59.000 thôi. Túi này thì mình có thể mang đi học, đi làm, đi biển, đi cà phê thì được hết nha. Nói chung là rất là tiện và đựng đồ cũng được nhiều nữa. Mọi người có thể đựng sách vở, đựng giấy A4 thì cũng lọt hết. Họa tiết của túi là họa tiết trừu tượng khá là trendy. Khi mua thì có hai loại họa tiết, nhưng mà mình thích loại họa tiết này hơn. Mình sẽ để hình ở phía bên đây cho mọi người xem nha. Chất vải của túi thì thuộc dạng vải thô. Khi mình mới mua về thì cái chất vải nó cứng hơn, nhưng mà mình giặt một lần rồi chất vải nó sẽ mềm ra và mang xinh hơn. Túi này tuy là dùng để đeo vai nhưng mà khi mình đi xe máy thì mình có thể đeo chéo cũng được nha mọi người. Mình đeo chéo để cho nó an toàn hơn. Túi này thì mình cũng thấy rất là dễ phối đồ. Mọi người có thể phối đồ theo kiểu trẻ trung năng động cũng được, hoặc là phối với đầm váy hơi bánh bèo một chút cũng rất là xinh. Và chiếc túi thứ hai là một chiếc túi kẹp nách. Mình mới mua ở dạo gần đây thôi. Túi kẹp nách thì đang rất là hot, nhưng mà mình lướt trên Shopee hoặc là những nơi khác thì mình thấy toàn là những kiểu túi form cứng thôi. Kiểu dáng nó cũng tương tự nhau á mọi người. Lúc mà mình order đồ Tao Bao thì mình thấy chiếc túi này và mình vớt nó về luôn. Bởi vì cái form túi của nó là form mềm, nó không có đại trà như các cái dạng túi kẹp nách khác trên thị trường hiện nay. Và hai bên của chiếc túi nó được may kiểu xếp ly lại để cho dáng túi nó phồng hơn, đẹp hơn. Chiếc túi này có hai loại dây để mình có thể thay đổi, một loại là để mình đeo kẹp nách và một loại là dùng để đeo chéo. Nhưng mà mình thường hay dùng loại đeo kẹp nách hơn bởi vì nó sẽ xinh hơn. Và ở đằng trước thì có một cái nút để mình ấn vô đẩy lên thì sẽ mở được. Và ở phía bên trong túi thì khá là rộng, mình có thể để được rất là nhiều đồ, điện thoại và các thứ cần thiết thì vô tư luôn. Và ở bên này thì cũng có một ngăn khóa kéo nữa để mình có thể bỏ được những vật dụng quan trọng. Và lớp vải được may ở phía trong này thì cũng rất là dày dặn và xịn sò nữa. Da của chiếc túi này rất là mềm, còn đường may của túi thì cũng khá là ok. Nói chung là đây là một kiểu túi mà mình rất là thích. Do you wanna know? It's a beautiful day, my beginning. Và chiếc túi thứ ba là một chiếc túi màu kem dạng hộp phong rất là trẻ trung, kiểu như vintage đó mọi người. Chiếc túi này giá khoảng trăm mấy thôi, rất là rẻ, nhưng mà chất lượng của nó rất là ok. Đây là kiểu túi mà mình thấy hợp với khá là nhiều trang phục, từ công chúa bánh bèo hay là cá tính thì vẫn hợp, hoặc là mọi người mang đi tiệc thì rất là sang chảnh. Chiếc túi này thì có một dây để mình đeo chéo như thế này. Đây. Hoặc là mọi người cũng có thể cầm tay như thế này thì cũng rất là xinh rồi. Chất da của chiếc túi này là chất da mềm. Bên trong da thì thuộc dạng da lộn nè mọi người. Đây mình có độn đồ ở phía trong để giữ được phong dáng của túi. Đây mình sẽ cho mọi người thấy ở bên trong. Chỉ có một ngăn thôi và không có khóa kéo. Nhưng mà thay vào đó thì mình có một nút bấm dọc như thế này. Và cả nút bấm ngang nữa để mình bấm lại. Đối với loại túi này thì đa số người ta sẽ làm cái khóa bấm kiểu như thế này, nên khi mình đựng đồ mọi người chú ý là bỏ những đồ nhỏ thì mình cẩn thận hơn để khỏi bị rơi ra nha. Mình thấy những bạn nào mà theo kiểu style Hàn Quốc kiểu nhẹ nhàng thanh lịch một chút thì đeo túi này rất là phù hợp và nó sẽ không làm cho mình bị già nữa. Baby, baby, now I know.
Túi tiếp theo là một chiếc túi dây rút. Dáng của nó giống như một chiếc túi thơm mà biết size mọi người. Dây đeo của nó là dây thừng vải. Ở phía trước thì có một bông hoa cúc to. Nếu như mọi người không thích thì mọi người có thể lật ra mặt sau đeo cũng được, không sao cả. Chất liệu của túi thì hình như được đan bằng sợi ni lông thì phải. Và ở phía bên trong túi thì được may bằng một lớp vải dù. Kích thước túi thì mọi người cũng vẫn có thể bỏ vừa một chiếc điện thoại và một hai cây son và tiền nữa. Mọi người có thể phối với những chiếc đầm bánh bèo hoặc là những outfit đi biển là hợp nhất. Với giá vài chục ngàn mà mình nhận được một chiếc túi như thế này là hoàn toàn xứng đáng. Đến mình có một chiếc túi nhỏ nhỏ xinh xinh. Chiếc túi này mình cũng order trên Taobao luôn, với giá khoảng 200 mấy. Giá hơi cao so với mặt bằng chung trong video ngày hôm nay, nhưng mà mình thấy nó hoàn toàn xứng đáng với giá tiền mọi người ạ. Vì cái chất da của nó rất là xịn sò luôn, cầm rất là chắc tay và nhìn vào rất là xịn, chứ không có vẻ như rẻ tiền như các cái loại túi khác. Chất da ở phía bên trong của túi là như thế này nha mọi người. Túi này là túi điện thoại, tên của nó là vậy thôi, nhưng mà mình có thể bỏ vừa điện thoại nè, son và các cái thứ khác nữa. Phần dây của nó là dạng dây mảnh, mình mặc mà phối đồ vintage thì xinh lắm luôn. Túi này thì có hai ngăn nha mọi người, một ngăn ở phía ngoài đằng sau và một ngăn phía bên trong. Và cúc khóa của túi thì là dạng khóa 500, rất là chắc chắn. Mình chỉ cần để nhẹ như thế này là nó đã hút rất là mạnh rồi. Kiểu túi này đơn giản không cầu kỳ nhưng mà mình rất là thích luôn. Và tiếp đến là một chiếc túi vải đan dây. Túi này là thuộc dạng túi cầm tay nha mọi người. Khi nhận túi này về mình rất là thích vì nó quá là xinh luôn. Dạng túi như thế này thì rất là phù hợp trong mùa hè, nhất là đối với những trang phục đi biển hoặc là những trang phục cổ điển một chút. Form túi này thuộc dạng form mềm và phía bên trong thì có một chiếc túi vải dây rút nữa để mình đựng đồ không bị rơi ra. Nhìn nhỏ nhỏ vậy thôi chứ mình vẫn đựng vừa điện thoại và các cái thứ khác nữa. Và ở phía dưới túi thì có một miếng da để định hình form túi và làm đế túi. Còn phần phía trên thì có những vòng tròn gỗ và cái quai sách cũng được làm bằng gỗ luôn, uốn cong lại. Nhưng mà tiếc cái là cái điểm tiếp giáp giữa hai cái mối này nè mọi người, nó bị tưa ra. Nên khi mình đeo thì mình để ý quay nó xuống phía dưới này để mang nó không bị lộ. Giá của chiếc túi này khoảng 110 mấy ngàn, mình thấy khá là rẻ và cũng đáng để mua. Tiếp theo là một chiếc túi basic màu trắng tinh khôi, nữ tính vô cùng. Mình mua với giá khoảng 300 mấy. Giá hơi cao một chút nhưng mà rất là chất lượng luôn. Mọi người có thể vừa đeo chéo được, vừa đeo kiểu kẹp nách được, bởi vì nó có hai loại dây đi kèm để cho mình có thể thay đổi. Đây, dây của nó thuộc dạng dây nịt như thế này nha mọi người. Mình rất là thích những chiếc túi xách nào mà có dạng dây đeo nịt, chứ không hề thích những chiếc túi mà có dây đeo kim loại chút nào luôn á. Còn dây đeo kẹp nách của túi này thì nó không có giống như các cái loại dây đeo của các túi kẹp nách thông thường, mà nó sẽ xoắn xoắn lại, trông lạ mắt và xinh hơn. Form của chiếc túi rất là cứng cáp, không có bị ọt ẹp dù mình không có nhét thứ gì bên trong hết mọi người. Đây, bên trong của nó thì chỉ có một ngăn như thế này thôi và có dây kéo ở phía trên. Dây khóa kéo của nó rất là chắc chắn, nhìn kiểu rất là xịn, không bị rẻ tiền á mọi người. Xinh không? Và ở phía trước này thì cũng có một chiếc nút bấm 500, rất là chắc chắn luôn. Chất da của túi thì rất là mềm và mướt, sờ vào nó mịn tay lắm mọi người. Mọi người có thể đeo túi này đi chơi, đi làm, đi cà phê hoặc là đi tiệc đều được. And I think I have...
it's a beautiful day. My beginning will be as bright as the sun. Come, won't you come along? And it feels so bright. It's like luck is raining on me. Go and follow your heart. Tiếp theo là một chiếc túi mình thấy được rất là nhiều bạn dùng, đó là túi vải bao tử. Những bạn nào mà có phong cách cá tính một chút thì đeo rất là hợp. Chất vải của túi này thì mình thấy giống như vải jean đó mọi người, nhưng mà nó mềm hơn và rất là dày dặn. Loại túi này mình mang rất là nhiều luôn vì nó rộng và tiện. Kiểu mình đi đâu mình đem rất là nhiều đồ, đem cả thế giới theo á mọi người. Nên chỉ có những chiếc túi rộng mới đáp ứng được nhu cầu của mình thôi. Phần quai của túi thì được may hai lớp rất là chắc chắn, nhưng mà nó không có dây điều chỉnh độ dài. Nhưng mà không sao, với độ dài của cái dây đeo này thì mình vẫn mang đẹp, chứ không quá ngắn hoặc là quá dài. Giá của túi cũng khá là rẻ, khoảng mình nhớ khoảng trăm mấy thôi. Phía bên trong thì rất là rộng luôn và có hai ngăn, một ngăn to và một ngăn nhỏ ở bên này nữa. Dây kéo của nó cũng rất là chắc chắn luôn á mọi người. Tóm lại thì mình thấy chiếc túi này ai cũng nên có, bởi vì nó rất là tiện dụng và dễ mix đồ. Đến với chiếc túi tiếp theo là một chiếc túi màu đen có kiểu dáng basic. Như mọi người có thể thấy thì những chiếc túi mình sắm và phong cách của mình là mình rất là thích những chiếc túi nào mà có thiết kế đơn giản, không quá cầu kỳ hay là quá nhiều chi tiết, bởi vì nó sẽ phù hợp với rất là nhiều trang phục khác nhau. Mỗi lần mình đi đâu mình đỡ phải tốn công suy nghĩ hôm nay là phải mặc gì, phối đồ với cái gì. Mình chỉ cần phối những phụ kiện túi xách mà có màu tương quan với bộ trang phục mình đang mặc là ok rồi, rất là nhanh và gọn luôn. Phần dây của túi cũng dạng dây nịt nhưng mà không phải dạng xỏ nha mọi người. Nó sẽ có nút bấm để mình điều chỉnh cái độ dài á. Đây là những cái lỗ này mình cũng chưa khui ra nữa. Đó, mình gỡ ra nó sẽ có cái lỗ như thế này, mình điều chỉnh độ dài của dây được. Chất da của túi thì rất là mềm mịn. Còn phía bên trong túi thì chỉ có một ngăn duy nhất thôi. Dây kéo của nó cũng rất là chắc chắn luôn. Đây, mọi người nhìn nè. Còn ở phía trước này là một chiếc cúc 500 hút. Vì túi này đơn giản nên phù hợp với rất là nhiều trang phục. Mọi người có thể phối với đầm váy hoặc là quần jean thì cũng rất là xinh. Và chiếc túi cuối cùng trong video ngày hôm nay là một chiếc túi cói đan. Túi này thì mình mua cũng khá là lâu rồi. Cái form dáng của nó khi mình không bỏ đồ vô thì nó sẽ mềm mềm và hơi ộp ẹp một chút. Nhưng mà mình bỏ đồ vô, cái form nó sẽ phồng lên và trông sẽ đẹp hơn. Chiếc túi này thì mình mua cũng rẻ thôi, khoảng trăm mấy á. Nhưng mà dùng được rất là lâu và bền nữa. Phần quai của nó là quai da nha mọi người. Tuy là quai da nhưng mà mình dùng hơn một năm rồi nó cũng vẫn không bị bong, không bị sao hết luôn, vẫn còn y nguyên. Chiếc túi này đeo đi biển rất là phù hợp, hoặc là mọi người mặc những bộ đồ hơi cổ điển vintage một chút thì rất là xinh. Bên trong túi thì chỉ có một ngăn thôi và có một lớp lót vải. Ngăn túi cũng khá là rộng, mọi người có thể bỏ điện thoại hay là kem chống nắng, son, ví, tiền cũng rất là ok. Nói chung là với giá một trăm mấy thôi nhưng mà chiếc túi này rất là xinh và đeo rất là bền, nên hoàn toàn xứng đáng với số tiền mình bỏ ra. Ok, vậy là video của mình đến đây là hết. Mình hy vọng mọi người sẽ thích video này. Nếu thấy video này hay, hãy cho mình một like và đừng quên nhấn đăng ký kênh và nhấn vào biểu tượng chuông để nhận được thông báo mỗi lần mình ra video mới. Hẹn gặp lại mọi người ở video tiếp theo. Bye bye.